Phong cách ăn mặc, sở thích kỳ lạ làm Wanbo bị hiểu nhầm thích chuyển giới. Gu bạn gái của Gen đúng kiểu khôn như Gen quê mình đây. Có nghĩa là em thích những cái gì mà nó đã khuất, đã mất đó mọi người. Cái gì mà nó xuống đất rồi thì em thích. Thành ra là rất nhiều người bị lầm là cái phong cách nó như thế này thì chắc là nó thích chuyển giới. Nhưng mà không. Thì em thích những người nào mà họ thông minh một chút. Em nói thẳng nha, em không thích quen người đẹp. Ý anh là gì? Khoan, bé, ê. Muốn gớm cái mắt gì đó. Nhiều người hỏi em câu này lắm rồi nhưng mà không nha. Em rất thích làm con trai luôn. Còn lý do tại sao em mang cái hình tượng đó là tại vì em hợp. Nói thẳng ra là em hợp với cái hình tượng đó. Và nó cũng ít cho nên là nó sẽ đỡ bị cạnh tranh. Và em thích cái phong cách chính xác của em là classic retro. Có nghĩa là em thích những cái gì mà nó đã khuất, đã mất đó mọi người. Cái gì mà nó xuống đất rồi thì em thích. Đó, còn cái nào cái mà... Cái gì nó... mà người ta gọi là cổ điển, những cái gì cổ điển đó. Sao lại xuống đất rồi sao? ý là những thứ đã trôi qua, những thứ trong tiềm thức quá khứ đó. Thì em mê những cái đó. Thập niên. Đó em mê lắm. Em mê cái phong cách lịch thiệp của những người đàn bà ngày xưa, của những người đàn ông ngày xưa. Em chứ những cái hiện đại thì em có vẻ em không hợp. Thật ra em cũng đã thử bận đồ local brand là Gen Z các thứ rồi mà nó không có vô. Nhìn local brand là em. Nhìn nó như là mén á. Cho nên là em không có vô được mấy bộ đồ đó chứ không gì. Đấy, cho nên là nhưng mà khi mà em ở nhà thì em vẫn là người bình thường. Em vẫn mặc đồ bình thường. Đấy, thành ra là rất nhiều người bị lầm là cái phong cách nó như thế này thì chắc là nó thích chuyển giới. Nhưng mà không, em thích là một con trai, thiệt. Em nghĩ là phong cách thôi, mình đừng nói đến vẻ đẹp được. Thật ra là cái thước đo vẻ đẹp của em nó loạn xì ngầu lắm. Nó loạn xì ngầu hết anh ạ. Với lại thật ra là em nói thẳng, em không thích quen người đẹp. Ý anh là gì? Khoan, bé, ê. Muốn gớm cái mặt gì đó. Em bình tĩnh. Muốn khóc gì đó. Tại vì thật ra là em thì em không có... Em thật ra là em không phải là không có người đẹp tới mua bán mình hay là mình không từng tán với người đẹp đâu. Nhưng mà em có thể em thấy đẹp nó vô tri. Em thấy đẹp nó khá là... Tóm lại là em có đẹp hay không? Ý là đẹp nó khá là vô tri nhưng mà em thì em thích những người nào mà họ thông minh một chút. Thông minh. Và giỏi thì tất cả những người em mà sau này em quen trước đó nữa là hình như là bạn nào cũng thông minh. Có một cái điểm chung là đều rất là thông minh và đều rất là giỏi. Cái trộm vía là gì, là anh Gen mà quen ai thì người đó đều làm trong showbiz. Và làm được trong showbiz nữa nha. Có nghĩa là có vị trí đàng hoàng luôn á. Đều có những người có vị trí trong showbiz luôn. Có nghĩa là những bạn đó đều là những người có đầu óc. Nhưng mà riêng cái người yêu cũ mà đối đầu với em á thì người bạn đó lại không làm showbiz nhưng mà bạn đó làm một của cái mạng khác và bạn đó theo cái góc nhìn của em nha quá giỏi. Tại vì bạn đó nhỏ hơn em nhiều chứ nhỉ. Bạn đó mới có 2K3 à. Nhưng mà những cái mindset tư duy của bạn đó thì rất giỏi và bạn đó cũng là produce điều hành một cái team của bạn đó luôn. Kiểu vậy như là trời ơi em nhìn kiểu 2K3 mà giữ thần ôm vậy nè. Đấy, em cũng thấy là bạn đó giỏi và em rất nể bạn đó nha. Đối với Wanbo thì em lời hơn được một chút. Là bà này bá giỏi, bá đẹp đó thôi thì hốt thôi. Cảm ơn nha, thầm câu đó vô nữa.